Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu sản phẩm giường gấp GX05. Đây là mẫu khung thép vuông sơn tĩnh điện, dây đan loại nhỏ các bạn nhé. Dây đan loại nhỏ nên là nó rất là khít, căng. Đây là thao tác gấp mở giường các bạn nhé. Tất cả các loại giường gấp dây đan thì các bạn thao tác gấp mở giống như này. Phần nâng đầu thì các bạn có thể gài hai cái thanh gài hai bên để nâng hạ cái mức nâng đầu khác nhau. Đấy, khi các bạn không sử dụng cái phần nâng đầu nữa thì các bạn mở hai cái chốt khóa này, các bạn để phẳng ra. Mẫu giường gấp này thì là dài 1m8, rộng 64cm, khung vuông nên rất là chắc chắn các bạn nhé. Tất cả mọi người thì đều sử dụng được hết. Đấy, khi gấp lại thì các bạn gấp cái phần đầu này lại trước này, gấp đôi giường lại và gấp hai cái chân cuối giường, đầu giường, và cuối cùng là gấp đôi cái giường lại với nhau. Cái giường gấp này thì các bạn có thể sử dụng để nghỉ trưa ở văn phòng, sử dụng ở gia đình thì đều rất là phù hợp. Để có thể tìm hiểu các mẫu giường gấp khác thì các bạn vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới video hoặc là truy cập vào website giường xếp.vn để chọn cho mình mẫu giường gấp giường xếp ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn.